Nè 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 nè. Hả? Hôm nay cô chú uống thuốc sao? Hả? Tại sao cô tay qua chân hoài vậy? Trời ơi, hai ngày trước tôi quen được một cao thủ đánh bóp, có dạy tôi vài chiêu đó. Chà, đu cả đánh bóp cô cũng học, còn có ai dám tiếp cận cô nữa. Nhớ lại lần trước ở đây bị cô giật té, bây giờ lưng của tôi vẫn còn đau đây nè. Hey, cô cũng thiệt là. Chuyện đã qua lâu rồi mà, không phải anh vẫn còn giận tôi hả? Cô thử để người ta giật gã cô xem. Nè, không được đâu nhóc con, dù gì cô đánh giỏi như vậy, khi nào rảnh dạy cho tôi vài chiêu để tôi phòng thân đi. Anh đừng nói vậy mà, coi như là chúng ta trao dồi với nhau. Đúng. Được, được, được. Ông à, có phải ông không khỏe không? Không khỏe thì đừng có lái xe, ông mệt đến nỗi không thể lên tiếng phải không? Có cần gọi cấp cứu cho ông hay không vậy? Sao sao 865 gọi tổng đài, chúng tôi đang ở giao lộ giữa đường Quảng Đông và đường Đinh Ba, phát hiện có bóng tên cướp có súng, chúng tôi yêu cầu chi viện. Cảnh sát đi, mọi người xuống, mọi người xuống. Họ chạy thoát, đưa về đây theo dõi rất lâu rồi. Đi, đi. WBT 66865 xin gọi tổng đài. Có hai tên cướp cầm súng đã lên một chiếc xe 4 chỗ màu cà phê sữa. Số xe là KL4933 từ đường Quảng Đông chạy sang hướng Thâm Thủy. KL4933 vừa đi qua phố Lê Chi Giác, đường Thâm Châu. Các đơn vị hãy chú ý. Cảnh sát đây, đưa em lại. Đội xe băng. Lại. An toàn. Cảnh sát đi. Cảnh sát đi. Tên tư xếp, tên ba tên cướp đã chạy lên trên đó rồi. Tuyền, không có chuyện của anh, có thể đi được rồi. Đi đi, nguy hiểm nha. Đi đi, nhanh lên. Chúng tôi là tổ trọng án tới Cửu Long. Lúc nãy có bọn cướp đội súng với nhau, không biết bây giờ tình hình ra sao. Hôm nay chắc ba tên cướp đã vào trong lô A rồi. Chúng tôi đã có một đội vào trong, và các lối ra vào xung quanh chúng tôi đã phong tỏa hết, chắc là không thành vấn đề. Sếp Hậu của chúng tôi có dặn đừng để bọn chúng chạy thoát, không biết chúng tôi có thể vào trong với một tay không? Không cần đâu, chúng tôi có rất nhiều anh em đang xử lý, bọn họ chạy không thoát đâu. Cảnh sát đi. Đi chạy hả? Đi lại. Đại Miên, không được động đậy. Dài, cảnh sát làm việc. Đóng cửa đi. Đóng cửa lại. Đừng động đậy. Bỏ súng xuống. Các người bỏ súng xuống. Nhanh lên đi. Bình tĩnh đi. Thả người ra trước, mọi chuyện có thể bàn bạc. Bây giờ chỉ mang tội cướp ra giết chết cảnh sát thì tội sẽ nặng hơn. Tao bỏ xuống, nếu không tao bắn nó đó. Tao chết tiệt, mày dám đánh gần. Được được, bình tĩnh đi. Sao còn không để xuống xuống? Nói lên đi. Anh kêu nó xuống đi. Ugh.